Xin chào anh em đam mê audio trên toàn quốc nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi cũng như là đồng hành cùng em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông cũng như là nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Nếu thấy video của em hay và bổ ích, vui lòng cho em thêm một like để động viên khích lệ tinh thần. Rất cảm ơn các anh. Mọi thông tin các anh liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998. Hôm nay xin phép được giới thiệu với các anh rất nhiều những cái phụ kiện dây dẫn mới về. Em Hồng Anh thì luôn cam kết với anh em chơi là dây của em luôn là dây chuẩn xịn các anh nhé. Chuẩn xịn tuyệt đối đúng nghĩa. Những cái dòng dây cổ và rất khó sưu tầm, hoặc có những cái dây còn không thấy có ở trên thị trường các anh ạ. Thì em cũng săn lùng và chia sẻ lại cho anh em đam mê. Toàn những cái dây chất lượng tốt. Bản thân cái đầu vào đã được tuyển chọn rồi các anh nhé. Tức là khi em mua là em cũng đã tuyển chọn những cái dây đem lại cái hiệu quả rồi, chứ không phải là dây nào cũng mua. Nên là trên cái tinh thần đấy, để các anh hiểu được rằng là những cái dây của em nó đều đem lại những cái màu sắc khác nhau nhưng đều mang hướng tích cực các anh ạ. Nên là các anh chơi, nếu mà hoặc là các anh có ý kiến cá nhân riêng, hoặc là các anh cần em hỗ trợ thì các anh cứ hỏi em. Với cái kinh nghiệm và cái sự trải nghiệm của em thì em hy vọng là sẽ giúp ích được cho các anh và hỗ trợ được cái cuộc chơi của các anh được tốt nhất nhé. Hôm nay xin phép được giới thiệu một số những mẫu dây loa và dây tín hiệu đặc biệt hay và đặc biệt hiếm. Đầu tiên là phải kể đến cái dây loa chóp. Dây loa chóp thì anh em cũng đã nghe em giới thiệu nhiều rồi, nhưng mà cái dây này thì có lẽ là lần đầu tiên em mua được. Dây rất là hay là The Chóp Company Rumao 4, đời Rumao, nhưng mà là bản BY 4 lõi các anh ạ. Phải nói là dây rất là tốt. Các anh có thể nhìn cái lõi của nó đây. Thì lõi này là được mạ bạc thật. Các anh đừng quan tâm nhiều quá về đến việc rằng là lõi dây to hay nhỏ, hay là có đủ đáp ứng cho hệ thống hay bộ dàn hay không. Thì em xin nói với các anh rằng là rất nhiều những cái dây dẫn bây giờ hiện nay ở trên thị trường, một số những cái thương hiệu lớn họ chỉ làm dây nó nhỏ bằng 1/3, 1/4 cái dây này thôi. Nhưng mà giá thành thì không hề rẻ các anh nhé. Có thể lên đến hàng vài chục triệu đến cả trăm triệu, và vẫn ghép trên những cái bộ dàn nó high-end, tức là nó đòi hỏi công suất cực kỳ khỏe ấy. Chứ còn những cái bộ dàn dân dụng mà dùng hàng ngày ở nhà ấy thì các anh yên tâm, hoàn toàn yên tâm nhé. Trừ khi các anh dùng cho những cái loa hội nghị sân khấu lớn, cần công suất nó hàng nhiều nghìn watt thì lúc đấy mới cần phải tính tiếp các anh ạ. Chứ còn em nghĩ rằng là hãng dây người ta đã tính toán và sản xuất ra để nó phục vụ đáp ứng được hết, hầu hết tất cả các cái nhu cầu rồi. Thế nên rằng là cái kích thước nó chỉ là một cái yếu tố bên ngoài thôi nhá. Còn quan trọng là công nghệ lõi. Dây dẫn được làm bằng những cái vật liệu tốt nhất. Và cũng phải nói thêm rằng là cái màu sắc bên ngoài nó cũng không hoàn toàn là cái yếu tố quyết định, bởi vì dây nó là tổ hợp kim loại nhé. Dây là tổ hợp kim loại gồm rất nhiều các cái kim loại khác nhau được pha trộn theo tỷ lệ nhất định của từng hãng, sau đó là được đun chảy và đun ép ra để thành lõi dây. Đấy là em nói sơ bộ qua để cho các anh có thể nắm được và các anh có thể hiểu hơn, chứ không có chuyện rằng là dây lõi đồng à hay là dây lõi bạc à. Nếu mà dây lõi đồng không thì có lẽ là Trần Phú họ cũng sản xuất được dây rồi, chứ không phải cần đến là những cái hãng tên tuổi và những cái dây đắt tiền đến như vậy đâu. Tại vì nó có những cái công nghệ đặc biệt và nó có những cái yếu tố đặc biệt nghiên cứu để làm phục vụ chuyên cho audio. Đó, các anh có thể thấy rằng là cái lõi dây thật sự là đẹp, thật sự là tốt. Bản BY, nhưng mà ở đây thì có hai kiểu chơi, có ba kiểu chơi. Một là có thể chơi 2 ra 2 chập lại như thế này, hoặc là 2 ra 4, tức là 2 lại ra 4 lõi. Ở âm ly là 2 và ở loa là đấu 4 đường riêng, hoặc là 4 ra 4. Cái này thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các anh, nhưng có lẽ thông dụng nhất vẫn là 2 ra 2 thôi, vì cuộc chơi nó sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều, cũng như là tiết kiệm cả chi phí trong cái việc là sử dụng đầu jack nữa nếu cần nhé. Hoặc là các anh có thể với những cái dây nhỏ này thì có thể không cần đầu jack cũng được, chúng ta có thể gài trực tiếp vào luôn, tiết kiệm được một phần chi phí, thì cái đấy thì các anh liệu và lựa để cho cuộc chơi được tốt nhất nhé. Dây khá là đẹp, với cái thiết kế vỏ bóng như thế này thì các anh cần có thể lau chùi là sạch sẽ luôn, hay kể cả những cái mảng báng.
như thế này thì em cũng chưa vệ sinh, nhưng thật ra thì đây các anh có thể thấy rằng là nó sẽ sạch như ngay đầu nhá, lấy rẻ lau đi là sạch thôi. Tất nhiên là phải chú ý trong cái việc là lau lau rẻ ở trên những cái dây bóng như thế này, bởi vì rằng là không chỉ là dây chót đâu mà rất nhiều những cái dây khác như là Sonic Link, Black Rhodium, cái vỏ vỏ cao su và bóng, thì cái chữ in ở trên này ấy, nếu mà dùng rẻ lau mà lau mạnh ấy, thì sẽ bị mất chữ nhé. Để em nói như vậy để các anh lưu ý trong cuộc chơi. Cặp này dài đến 2,8 mét cơ, phải nói là rất dài. Em hiện thì em chưa vào đồ rắc, còn em có cả đồ rắc xịn của nó luôn các anh nhá. Nên nếu là các anh cần đồ rắc xịn thì em cũng có để phục vụ các anh. Giá cho một cặp dây này hiện đang là 5,7 triệu nhá. 5,7 triệu cho cặp dài 2,8 mét để phục vụ các anh chơi với cái lõi mạ bạc thật. Đây có thể thấy đây là cái lõi khi mà chưa bện nó vào nhau thì nó cũng giống như là của chóp Rumao 2, nhưng đây là Rumao 4. Rất là hay và đáng chơi, và giá thành thì cũng tương đối là hợp lý, hợp ví với cái độ dài nó dài hơn bình thường rất nhiều. Bình thường chỉ có cặp dài 2 mét thôi, nhưng cặp này dài đến 2 mét 8 cơ, một bên cơ. Thế nên là gần như là hầu hết các bộ dàn là đều vừa phạ vừa để dùng được và thoải mái rồi. Dây cũng khá là to và đẹp. So với lại cái bản 2. Cái bản 2 đây, cái bản 2 là bản này, còn cái đây là cái bản 4. Các anh có thể nhìn thấy cái sự khác biệt giữa hai bản với nhau. Đó, em cầm lên cho các anh nhìn nhá. Đó, các anh có thể thấy dơ chóp Company dòng dây cổ các anh nhé. Đây là dây cổ chứ không phải là dây mới nhé. Đây là dòng dây cổ, nhưng mà tuy nhiên rằng là thật sự là nó cũng đẹp như là mới thôi. Đang để 2 ra 2 nhé. Đó, giá 5,7 triệu. Giá đã cân nhắc và cân đối rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì anh em chơi. Ngoài ra thì em đang có cả một cặp mà tiện thể luôn, thì giới thiệu luôn là đang có một cặp dài 1 mét. Thật ra thì 1 mét thì không đúng, mà nó rơi vào khoảng 99 phân. Em nhớ không nhầm thì là vậy. Của dây dơ chóp Company Rumao 2. Đây các anh có thể nhìn chữ Rumao 2. Nó hơi bóng. Đây. Chóp co Rumao 2 các anh nhá. Cũng là lõi mạ bạc. Cũng là lõi mạ bạc, thật sự là nhìn cái lõi nó đã yêu luôn rồi. Lõi mạ bạc. Lõi mạ bạc thật nhá. Cặp này thì các anh rất phù hợp cho những anh mà muốn đầu tư vừa tiền. Thứ nhất là hai loa đặt cạnh nhau, đặt gần nhau. Thì khoảng cách khoảng mét rưỡi, mét tám đổ lại thì là cắm vẫn là vừa, chẳng vấn đề gì. Thì không cần dây dài, thì giá thành nó cũng sẽ được rẻ hơn. Em cũng không lắp đầu rắc, nếu anh em cần đầu rắc thì các anh liên hệ với em. Tuy nhiên là cái việc lên đầu rắc thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái giá thành của dây nhé. Bởi vì một bộ rắc tốt nó cũng rơi vào tầm khoảng từ 600-800 đến 1 triệu một bộ rồi. Tùy vào cái chất lượng và yêu cầu bộ nào. Nhưng mà để mà dưới nữa thì có lẽ là tất nhiên rằng là tầm nào em cũng có. Các anh cần em có thể chạy ra chợ để mua những cái rắc bình dân, nó rơi vào khoảng 20.000, 30.000 một cái cũng có. Thế nhưng mà cái việc này nó là cái yêu cầu riêng, còn bản thân em sẽ không có sẵn những cái rắc như thế đâu. Em cũng nói để cho các anh lựa, còn các anh có thể tự chủ động trong cái việc đấy thì càng tốt nhá. Các anh cần thêm gen nhiệt hay là như nào đấy thì em sẽ phục vụ các anh. Cặp này giao lưu với anh em với giá là 1,2 triệu. Các anh hoàn toàn có thể dùng cho hệ thống dàn mini, hoặc là hệ thống có loa đặt cạnh nhau, hoặc là làm cho loa chép, từ phân tần ra loa chép, hoặc rằng là đi thùng loa. Đi thùng loa cặp này thì cũng quá thoải mái và hợp lý rồi. Kể cả là những cái đôi loa toàn giải mà có những cái cặp dây này mà đi vào thì hay lắm các anh nhá. Tiếng tự nhiên nghe nó thanh thoát hơn ra rất nhiều. Các anh chơi và trải nghiệm để thấy rằng là những lời em nói là hoàn toàn đúng. Ok. Ngoài dây chóp thì giới thiệu với các anh một cặp dây phải nói rằng là siêu siêu hiếm ở trên thị trường, và có lẽ rằng là không mấy khi ở trong cuộc đời được được nhìn thấy và được trải nghiệm các anh ạ. Những dòng này phải nói rằng là vô cùng hay luôn, em khẳng định là hay. Đấy là dây loa của Musico, cũng là dòng dây cổ và cũng là bản BY. Musico Fidelity Line Line này.
dây cũng vỏ cũng bằng cao su các anh ạ, với cái lõi đồng đơn. Vì khả năng truyền dẫn ở trên bề mặt, bởi vậy là những cái lõi đồng đơn này cho cái khả năng truyền dẫn rất là nhanh và hiệu quả. Hệ thống nó không bị ầm ĩ, tiếng thoát hơn. Đặc biệt rằng là những cái lõi này cho cái giải trung trầm cực hay nhé, sẵn sàng so găng về trung âm với những cái dây có thể giá tiền hơn nó gấp vài lần đến cả chục lần các anh nhé. Không nói sai, các anh cứ trải nghiệm các anh sẽ thấy là em nói đúng. Nhất là giải trung âm của những cái dòng dây này rất đẹp, tiếng rất thoát, rất sạch sẽ, mọi thứ trở nên gọn gàng hơn, bớt ầm ĩ hơn, tiếng ca sĩ ngọt ngào hơn. Và giải trên đẹp thì cũng giúp cho giải dưới nó trở nên hài hòa. Sự cân bằng đem lại là em cho là tối ưu các anh nhá. Các cái hệ thống dù sáng quá hay tối quá hay là đang gặp những cái vấn đề nào đó thì đều có thể sử dụng được dây này, Antech hay là Tannoy vân vân. Thì các anh nghiên cứu một cặp dây rất hay và đặc biệt là độ dài đến 2,6 mét và là bản BY, cũng giống như những cái dây chóp thôi, đấy là các anh có thể hoàn toàn có thể chập vào hoặc các anh có thể để chơi làm bốn lõi. Cái này thì tùy vào cái nhu cầu của các anh nhé. Đó, dây rất là đẹp và khẳng định rằng là rất là hay, và giá thành thì cũng tương đối là êm ái, hợp ví, hợp lý để cho các anh chơi cho một cặp dây anh cực kỳ cổ và cực kỳ chất lượng. Giá là 4,2 triệu các anh, đáng nhẽ là 4,3 nhưng mà để cho các anh nghe giá cân đối hơn một chút là 4,2. Cam kết với các anh là dây chuẩn xịn và bảo hành xịn trọn đời, các anh yên tâm chơi và trải nghiệm. Dài đến 2,6 mét là yên tâm chơi rồi. Cũng lên đầu rắc theo nhu cầu và yêu cầu. Cái này thì các anh cứ liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn, hỗ trợ và phục vụ. Lâu lắm rồi mới lên những cái phụ kiện cho các anh. Thật sự là rất nhiều những cái phụ kiện chưa thể lên được, nhưng mà em sẽ cố gắng làm dần. Ở trong cuối cái clip ngày hôm nay thì có lẽ là các anh cũng đã chờ đợi để giới thiệu một cặp dây tín hiệu. Dây tín hiệu đến từ hãng Quét. Thương hiệu phải nói rằng là đã quá quen thuộc với anh em chơi phụ kiện rồi. Vì rất nhiều những cái dây loa hay và đặc biệt rằng là dây tín hiệu cũng rất hay. Cái đời này nó khác hoàn toàn so với lại tất cả những cái đời khác. Nó cho cái chất âm phải nói rằng là dù anh em có khó tính đến đâu cũng cảm thấy rằng là hài lòng các anh ạ. Cặp dây rất là đẹp và có độ dài là 50 phân. Cặp dây rất là đẹp, bộ đầu jack cũng rất là đẹp. Bộ đầu jack đã đáng giá tiền triệu rồi các anh nhé. Bản này là bản 4S. Em thì rất thích cái bản 4S này. Và rất nhiều khách hàng của em chơi cũng thích cái bản 4S này. Vì nó ra cái màu sắc rất là cân bằng. Giải trên cũng rất là đẹp nhưng mà nó không bị chói gắt ấy. Nên rằng là anh em cũng nghiên cứu để chơi. Lõi bên trong lại là lõi mạ bạc thật. Đó, các anh có thể thấy là lõi mạ bạc thật và bản đa lõi. Bản đa lõi này thì nó có cái ưu điểm là có thể dùng làm dây XLR được, tức là thay bằng đầu ba lăng được. Có thể là một đầu ba lăng, một đầu RCA hoặc là hai đầu ba lăng. Đều hiệu quả và đều tốt các anh nhé. Đây, Quét Queenix 4F. Bọn này nó cũng có mấy đời đấy, nhưng mà đều là những cái đời tốt và đáng chơi. Đây, em để trên cái mặt âm ly này là tiếng hơi khó chịu một chút. Độ tinh khiết 99,999%. Cặp dây này thì đã được anh em chơi và khẳng định nhiều rồi các anh nhé. Anh em chơi và khẳng định nhiều rồi. Tất cả những kể cả những cái anh khó tính nhất thì đều cảm thấy hài lòng vì cặp dây này đem lại cái chất âm vô cùng tinh tế. Nói chung rằng là nếu mà anh nào mà đang loay hoay quá rồi ấy, hoặc là phối ghép với hàng chục cặp dây khác nhau, chục cặp dây xịn nhé chứ không phải là dây linh tinh đâu, mà vẫn chưa đem lại được cái sự hài lòng và cân bằng. Ví dụ rằng là có dây thì lại bị sáng quá, có dây thì tối quá, có dây thì bùng nhùng, có dây thì độ hòa quyện giữa các chi tiết tách bạch nhưng độ hòa quyện lại bị thiếu này, thì cái cặp dây này nó khá là thần thánh, tức là nó đem lại được tất cả những cái gì mà các anh muốn. Nghe được cả nhạc da này, nhạc vàng này, nhạc tây này,
nên rằng là gần như rằng là trước em hay bảo đây là cái cùa để dành dùng cho những anh khách nào mà đang loay hoay, thì em sẽ chỉ định cho chơi cặp dây này để đem lại được cái hiệu quả cao, và cái giá thành bỏ ra cũng rất hợp lý cho một cặp dây cổ. Sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn. Em có cả dây độ dài 1 mét và độ dài 50 phân. Thì giá cho cái độ dài 50 phân là 2,7 triệu và độ dài 1 mét là 3,6 triệu các anh nhé. Các anh cần chơi cứ liên hệ với em. Cái trong cái thời buổi khó khăn thì rằng là luôn luôn cố gắng để hỗ trợ, cũng để tư vấn để làm sao cho cái cuộc chơi của các anh được hiệu quả luôn. Với cái kinh nghiệm của em hay bảo anh em chơi rằng là anh em đã gọi hỏi em thì nên tin em, cũng như rằng là nếu mà cái gì em không chắc chắn thì em sẽ bảo là em không chắc chắn, còn cái gì mà em đã chắc chắn thì anh em cứ yên tâm và tin tưởng rằng là giống như em, giống như một ông bác sĩ mà đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân ấy. Bởi vậy rằng là em biết là người chơi cần gì, muốn gì và đang có nhu cầu như thế nào và hệ thống như thế nào. Tất nhiên rằng là trên tinh thần là anh em phải chia sẻ với em thật kỹ nếu mà anh em cần nhé. Chứ còn nếu mà anh em không cần thì không sao, anh em có thể hỏi mua luôn, hoặc là mua hoặc không mua. Nhưng mà với anh em mà cần hoặc là đang chưa biết phải chơi như thế nào thì các anh cứ hỏi em. Em sẽ giải đáp cho các anh. Em trên tinh thần là các anh phải chia sẻ với em là hệ thống gì, đang cần gì, nhu cầu như thế nào, cuộc chơi như thế nào, vân vân. Có đôi khi sẽ là cuộc nói chuyện nó sẽ là hơi dài và hơi nhiều, nhưng mà từ đấy sẽ đưa ra được cái đáp án nó có thể đúng từ 8 đến 90%. Với cái kinh nghiệm mà đã trải qua, tất nhiên rằng là em dựa trên cái việc trải nghiệm của khách hàng chứ em không dựa trên cái kinh nghiệm của cá nhân, tặng đôi tai của cá nhân các anh nhé. Thế nên rằng là nó sẽ mang cái tính khách quan hơn. Clip thì mặc dù giới thiệu vài sợi dây thôi nhưng mà nói hơi lắm và hơi dài. Thế nhưng mà mong anh em hiểu và thông cảm, cũng như là tôn trọng những cái người làm sáng tạo nội dung như em. Đấy là em đã phải tìm hiểu cũng như rằng là cái bỏ cái chất xám và trải nghiệm của mình ra để chia sẻ cuộc chơi với các anh, thì các anh không bị tốn kém, cũng không bị mất thời gian và mất tiền. Đôi khi cái thời gian của các anh còn làm ra được nhiều tiền hơn cái việc là các anh loay hoay. Rất cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi đồng hành của em Hồng Anh. Mọi thông tin liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998. Xin nhắc lại là nếu thấy clip hay, vui lòng cho em thêm một like cũng là một lời động viên khích lệ tinh thần. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.